Đây là chương trình chân dung người lính Việt Nam Cộng Hòa do Hoàng Minh Thúy và Hải Lan phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài SCN 51.3. Kính thưa quý vị, tính đến hôm nay đã tròn 40 năm kể từ khi có lệnh buông súng tan hàng. Vì thế lực của Đại Cường sắp xếp trên bàn cờ chính trị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử. Thời gian cũng khá dài để có thể xóa hết những vết tích chiến tranh trên quê hương. Nhưng thật sự nó không đủ dài để xóa nhòa đi được nỗi đau trong lòng người dân miền Nam, nhất là người lính Việt Nam Cộng Hòa khi họ phải tức tuổi, bó tay. Trong phẫn hận có người tự xử như Ngũ Hổ Tước với tinh thần Phan Thanh Dạng, tướng chết theo thành. Trong vội vàng để tránh sự trả thù tàn độc, có người phải bỏ cả gia đình tìm đường ra khỏi nước. Đa số đông bị bắt và bị lùa vào cái gọi là trại tù cải tạo. Mấy năm gần đây, có rất nhiều người lính thuộc ngoại quân binh chủng đã kể lại sự hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời chinh chiến, nỗi gian truân trong các cuộc hành quân và sự đau đớn khi nhìn đồng đội ngã xuống trên chiến trường. Tâm sự của mỗi tác giả đã làm cho người đọc cảm thương, biết đời lính ra sao và lính nghĩ gì. Cũng trong tinh thần đó, chương trình của chúng tôi phụ trách, mỗi kỳ sẽ mời một quân nhân của một quân binh chủng để chính anh sẽ kể lại cho chúng ta nghe những kỷ niệm oai hùng của một thời tuổi trẻ với hào khí ngất trời trong sứ mạng bảo quốc an dân trong một giai đoạn lịch sử. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng tôi rất hân hạnh được chào đón một cựu quân nhân của binh chủng không quân. Anh từng là cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận. Và trong quá khứ của những năm đi lính, anh là một pilot chiến đấu đóng ở phi đoàn 213 ở vùng hỏa tuyến. Không quân Việt Nam vui ca khúc hay, hoàn toàn chính tư cách, bao vô chi tăng khỏe hoa. Không quân tiên chế sức bầu trời, tiên phong tan chắc chào hào hào, hoa mươi người Việt Nam thì xây quê hương. Không quân Việt Nam giơ tay kêu xin, để dầu sắc thân ba chôn nơi đâu cũng là quê hương. Xa chốn không gian phi dòng đô, những nhà bé trong ngày người phi tô. Hoàng Minh Thúy, Hải Lăng xin trân trọng kính chào anh Đỗ Minh Đức và xin mời anh gửi lời chào đến khán giả của chúng ta. Chào anh Hải Lăng, kính chào chị Hoàng Minh Thúy. Kính chào tất cả các đồng hương đang xem đài Sài Gòn TV. Kính thưa anh Đức, hôm nay chúng ta nói về tâm tình của một người lính sau khi nhận được lệnh đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì thưa anh nhá, thì lúc mà anh là một quân nhân vừa giải ngũ nhưng mà anh nghe thấy cái lệnh đầu hàng thì cái tâm trạng của anh như thế nào? Thật sự ra tất cả những người lính đều giống nhau. Trong cuộc chiến đấu có ai mà nghĩ đến một ngày đầu hàng? Không có. Quân nhân miền Nam, dân chúng miền Nam sẽ không bao giờ có suy nghĩ đến cái việc đó. Cho nên cái buổi trưa hôm đó tất cả bàng hoàng. Hình như trái đất này nó không còn quay nữa. Tất cả những sinh hoạt đều động lại. Không còn gì nữa. Anh em trong đầu óc trống vắng. Và nghĩ ngay đến một ngày mai. Một ngày mai đó mình thấy nhục nhã vô cùng. Thế thưa anh, lúc anh ở đâu anh? Lúc đó tôi ở Sài Gòn. Khi mà anh được nghe thấy tụi nó kêu anh đi học tập hay trình diện đó thì anh nghĩ sao? Khi mà được kêu đi trình diện học tập đó, thì tôi là người đi trình diện đầu tiên, sớm nhất. Nhưng mà tới khi ra tới cái phường đó thì chưa có ai ra trình diện hết. Thì nó đuổi tôi về, nó nói tôi là người lính giải ngũ rồi, đi về đi. Và cái số của ông đó là giống hệt như chó con ở đây, chúng tôi không cần. Cái cấp của mình mà giải ngũ rồi nó coi như chó con, không cần. Không cần. Thế nhưng mà sau này sao nó bắt anh phải đi học đó? Khi mà tôi phục vụ cho cái giới lao động, tôi cầm đầu 107 cái đường xe lam ở Sài Gòn, thành phố Sài Gòn Gia Định. Và nó thấy rằng tôi ở đó nó khó có thể làm ăn được, cho nên nó bắt tôi vì cái tội gọi là sĩ quan ngụy trốn học tập cải tạo. Thế thưa anh, học là tập bao nhiêu lâu anh? Cái khoảng thời gian đầu tiên đó nó nhốt tôi ở quận Bình Chánh. Quận Bình Chánh nó nhốt ở đó khoảng hơn một năm, nó thả ra bởi vì xem ra chẳng phải là cái tội trốn học tập cải tạo
mà là cái thành phần không được học tập cải tạo, cho nên nó thả ra. Thế thưa anh, lúc anh vào tù cộng sản á, thì tâm trạng của anh như thế nào? Lúc mà ở tù cộng sản á, nghiền ngẫm lại thì thấy ra rằng chúng ta đã qua một cái thời kỳ mà người dân và người lính miền Nam rất anh hùng nhưng mà quá hiền lành và nhân đạo. Nó hiền lành đến cái độ mà ngay cái sự tấn công của cộng quân, mình bắn một hồi mình thấy cũng chùn tay không muốn bắn nữa, và lúc đó là chúng ta đã thua. Cái đó nhân đạo quá. So lại với cái bên cộng sản, ngay từ khởi thủy Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương chém giết và tạo sự kinh khiếp ở trong cái lòng của quần chúng để nó thống trị, và nhờ cái sự kinh khiếp đó mà nó thắng được ở miền Nam. Có người ví von rằng cái chuyện ở bên Trung Đông bây giờ, đám ISIS nó khủng bố như vậy, nhưng mà nó còn thua cái Việt Cộng hồi đó. Bởi vì hàng ngày tôi lớn lên trong cái thời gian mà Việt Cộng mới bắt đầu nổi dậy, cho nên mỗi ngày tôi phải chứng kiến là bao nhiêu người bị chặt đầu, bao nhiêu cái người bị thả trôi sông. Lúc đó không có ngày nào là không có người trôi sông hết. Cái con sông của tôi chứng kiến là sông Dàm Cỏ Đông. Ông anh tôi sống ở bên Bình Dương cũng vậy, ngày nào cũng thấy cái sự trôi sông. Cho nên trong gia đình chúng tôi hết sức ngỡ ngàng vì cái trận chiến hết sức là quái ác mà dân tộc Việt Nam mình phải gánh chịu. Cái tâm trạng của anh như vậy thì cái tới khi nào mà anh mà vượt biên đây? Sau khi mà tôi ra tù lần thứ nhất á, thì đã nghĩ đến cái chuyện vượt biên, nhưng mà lúc đó là vượt biên đường bộ. Nhưng mà sau khi mà tính toán đã rồi không vượt biên đường bộ được thì bị bắt lần thứ nhì. Nó nhốt ở Phan Đăng Lưu. Nó nhốt ở Phan Đăng Lưu thì lúc bây giờ ở trong cái xô mà nhốt riêng á, nhốt cái xô á, thì có mấy ông như Hoàng Hải Thủy hay là Dương Hùng Cường ở trong cái xô trong thời gian đó. Thế thì thưa anh ấy, là anh bị nhốt khi nào? Nhưng mà anh bị 3 năm phải không ạ? Không, nhốt ở đó khoảng 2 năm gì thì tôi về. Tổng cộng lại là đâu khoảng 23 năm. 3 năm là anh bị thù. Thì anh qua, thưa anh, như vậy anh vượt biên năm nào? Năm 1982. Anh tới trại nào? Tôi bước vào Cu Cu ở đó một tuần rồi sau đó nó đưa về ở trại Ga Lăng. Và nơi đó chúng tôi cũng đã có dịp mà gặp lại, thấy lại cái lá quốc kỳ của mình, anh em ôm nhau mà khóc. Nhưng mà sau đó thì cùng nhau tổ chức là được ngày 30 tháng 4 quốc hận thứ nhất ở tại Ga Lăng. Thưa anh ở Ga Lăng anh đã tổ chức ngày quốc hận rồi. Vâng. Vâng, thế thưa anh, thế giờ lại ngày 30 tháng 4 nhưng 40 năm tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cái tâm trạng của anh như thế nào? Cái tâm trạng của một người lính chiến 40 năm sau, hôm nay nói chuyện thưa cùng với tất cả quý khán giả của đài, xin thông cảm dùm thân phận của một người lính mà lính bại trận, của một thí sinh thi mà thi rớt nữa, mà phải đứng nói chuyện với tất cả các quý đồng hương như thế này, nó cũng đau xót trong lòng lắm. Nhưng mà sự hiểu biết, sự thông cảm của tất cả quý đồng hương, của tất cả những người sống trên thế giới này, cho nên nó cũng đỡ an ủi một phần nào trong lòng của mỗi người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và cho tất cả những người dân Việt Nam anh hùng của chúng mình, rằng là cho dù chúng ta không đánh, chúng ta thua, dù chúng ta trong quá khứ chúng ta tin tưởng vào đồng minh của mình, lãnh đạo Việt Nam tin tưởng vào những cái tờ giấy, những cam kết của đồng minh, để rồi sau này phải chịu buông súng tan hàng. Khi nói đến chữ đầu hàng, tôi thấy nó đau lòng, cho nên tôi sẽ dùng chữ tan hàng. Xin quý vị hiểu giùm cho, đau lòng, thật là đau lòng. Sau 40 năm, có rất nhiều nỗi cố gắng, có rất nhiều nhóm, nhiều người cố gắng để làm thế nào để mà khôi phục lại cái giá trị thuần túy của người dân Việt mình là ham chuộng tự do, ham hòa bình và ham dân chủ. Việc đó
chúng ta thấy 40 năm qua không lúc nào ngừng. Cái đó là cái tinh thần tốt lành của dân tộc Việt Nam. Và cũng nhờ đó, mình ta mới thấy ra được một lần. Trong tương lai, hai nơi này, đừng bao giờ có thể tin tưởng rằng có một người nào đó bỏ cái quyền lợi của đất nước họ để mà lo cho cái đất nước của mình. Bài học này hết sức là có giá trị trong ban giao quốc tế. Cho nên đừng bao giờ giao hòm rương chìa khóa của đất nước ta cho bất cứ đất nước nào trên thế giới này. Bởi họ lo cái quyền hạn, quyền lợi của đất nước họ hơn cái sự an nguy của đất nước mình. Chúng ta hãy quan sát trên bàn cờ thế giới để thấy được cái chuyện đó. Anh bây giờ 30 tháng 4 đó, là 34 trở về đó, thì anh thấy ở hải ngoại đó, cách đây khoảng 5-6 năm hoặc 10 năm ở trước, những người có quan điểm là hòa giải, hòa hợp với Cộng sản. Thì thưa anh, cái quan điểm của một người lính không quân, một người lính quân lực Việt Nam hòa, một sĩ quan quân lực, anh nghĩ sao về vấn đề đó? Tôi có nói nhiều lần cái chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc, cái nhóm chữ đó rất là tốt lành, luôn luôn chúng ta trân quý nó. Nhưng mà hòa hợp, hòa giải với ai? Chúng ta đứng hòa hợp, hòa giải ở cái thế nào? Nói hòa hợp, hòa giải với cái nhà nước Cộng sản Việt Nam bây giờ không được. Bởi vì họ không có hòa hợp, hòa giải với người ở trong nước. Làm sao họ hòa hợp, hòa giải với chúng ta ở ngoài kính này? Thưa quý vị đương nghe tâm tình của một người lính không quân thuộc một sư đoàn, một phi đoàn 233 tác chiến ở vùng địa đầu giới tuyến. Một người đã từng bị thương, đã từng 6 ngày 5 đêm ở trong lòng đất địch mà bò được về tới chiến tuyến ở ngoài của thủy lục chiến ở Quảng Trị. Và sau đó thì năm 73 anh bị thương một lần nữa và anh bị đã giải ngũ. Và cuộc đời của anh thì trải qua rất nhiều giai đoạn kinh qua. Hôm nay quý vị sẽ được lắng nghe tâm sự của anh nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày tan hàng, ngày đau thương của đất nước. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin và thương mại. Cảm ơn quý vị.